Thưa quý vị, với chiến lược phát triển con đường tơ lụa trên biển để đưa Trung Quốc phát triển thành số một thế giới và điểm có thể bóp chết nền kinh tế Trung Quốc, đó chính là eo biển Malacca, nếu như nước này có xung đột với Ấn Độ hoặc Mỹ. Nhìn thấy được điểm yếu suy tàn này, Trung Quốc hiện nay đang triển khai những kế hoạch, đó chính là xây dựng kênh đảo Kra ở miền Nam Thái Lan để thay thế eo biển Malacca trong tương lai. Nhưng bất chấp sự trỗi dậy của Trung Quốc và mối quan hệ thân thiết với Thái Lan, dự án kênh đảo Kra vẫn bị đình trệ do bế tắc chính trị trong nước Thái Lan. Từ năm 2015, Bắc Kinh đã dùng mọi chiến thuật kéo dài để Thái Lan chấp nhận và mọi cái nhận lại của Trung Quốc đều đến với cái lắc đầu của Thái Lan. Và thời gian gần đây, các trang tin quốc tế đồng loạt đưa tin về sự kiện Trung Quốc và Thái Lan đã ký kết với nhau một thỏa thuận xây dựng kênh đảo Kra để rút ngắn lộ trình di chuyển tàu thuyền qua biển. Dự án này được cho là sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước Thái và Trung, nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều bất lợi cho các quốc gia có liên quan. Chính vì thế mà trước đây nó đã bị phản ứng dữ dội và bị trì hoãn xây dựng cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, trước thông tin quốc tế, cả Thái Lan và Trung Quốc đều phủ nhận thông tin trên. Đại diện của hai chính phủ cho biết dự án được ký kết bởi hai tổ chức phi chính phủ, cho nên cả hai nước không hề hay biết bất cứ điều gì. Vậy những thông tin trên sự thật ra sao? Có đúng là chính phủ hai nước hoàn toàn vô can? Nhưng nếu kênh đảo Kra thực sự được xây dựng, thì nó sẽ tác động đến Việt Nam ta như thế nào? Khi mà ai cũng biết rằng, ngoài những nước Đông Nam Á có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông, thì Việt Nam là đối thủ cứng đầu với Trung Quốc, còn Thái Lan thì là bạn thân thiết của họ. Và để trước khi trả lời những câu hỏi trên, quý vị nhớ like, bình luận và chia sẻ để video số này được tiếp cận đến nhiều khán thính giả nhé. Còn bây giờ, chúng ta cùng phân tích nội dung những câu hỏi qua video ngay sau đây. Cùng với bài đăng trên trang cnet.com có tiêu đề Trung Quốc và Thái Lan không thừa nhận hai bên ký thỏa thuận sơ bộ về kênh đảo Kra. Bài viết thì gần đây có một số phương tiện truyền thông đưa rằng Trung Quốc và Thái Lan đã ký một bản ghi nhớ hợp tác về việc xây dựng kênh đảo Kra ở Quảng Châu vào ngày 14 tháng 5 2023. Theo đó, nhiều nguồn tin lan truyền rằng Trung Quốc muốn sử dụng kênh đảo này để giải quyết các vấn đề nan giải ở eo biển Malacca. Thế nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông chưa nghe nói gì về bất kỳ kế hoạch nào của chính phủ liên quan đến dự án trên. Ngay sau đó, truyền thông của Trung Quốc cũng đã có cuộc gặp gỡ với ông Gunendogan, cố vấn bộ trưởng của Ủy ban xúc tiến đầu tư Thái Lan, và để đặt câu hỏi tương tự. Và chính ông Gugong Yuan cũng đã nói với phóng viên cơ quan của mình cũng không hề góp mặt vào dự án này. Còn mới đây, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đã trả lời trước truyền thông rằng các cơ quan chính phủ của Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa tham gia nghiên cứu hay có hợp tác cụ thể nào về dự án kênh đảo Kra, cũng như chưa bày tỏ quan điểm nào về vấn đề nóng sốt vừa qua. Ở chiều ngược lại, Văn phòng Thông tin của Đại sứ quán Thái Lan tại Trung Quốc cũng cho biết thêm, sau khi liên lạc và xác minh thông tin, họ tin rằng hai bên ký kết thỏa thuận là các tổ chức phi chính phủ, không phải là chính phủ hiện tại hay các cơ quan quan chức của hai nhà nước. Vậy nên tính khả thi của hợp tác trên đang được nghiên cứu. Vâng, nghe qua mà quá đỗi khó tin, khi một dự án lớn như thế lại được ký kết bởi các tổ chức phi chính phủ. Bởi đây là việc quốc gia đại sự, nếu thực hiện nó có nhiều vấn đề xảy ra. Có khả năng cao là chính phủ Thái Lan và Trung Quốc phải giả bộ ngó lơ để né tránh búa rìu dư luận mà thôi. Tại sao lại nói như vậy? Đó là bởi vì việc xây dựng kênh đảo Kra từng bị nhiều quốc gia phản đối khi nó ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia tại eo biển. Mà cụ thể hơn, đó là đối với Hoa Kỳ. Một khi kênh đảo Kra được hoàn thành và đưa nó vào sử dụng, thì eo biển Malacca sẽ không còn là con át chủ bài của nước này trong việc chống đối Trung Quốc. Còn đối với các nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia và Indonesia, thì lợi ích mà họ đang thu được tại eo biển Malacca cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy câu hỏi đặt ra là kênh đảo Kra có gì mà quan trọng đối với Thái Lan và Trung Quốc như vậy? Kênh đảo Kra Thái Lan là một dải đất hẹp, chạy dài theo hướng Bắc Nam và nối bán đảo Mã Lai với phần đất liền châu Á. Eo đất Kra góc phần phía đông thuộc Thái Lan và trông ra vịnh Thái Lan, phần phía tây thuộc Myanmar và nhìn ra biển Andaman.
Dự án kênh đào Kra là siêu kênh đào hai chiều có độ sâu là 25m, dài hơn 100km, cắt ngang qua vùng Kra, Imut ở miền nam Thái Lan, cho phép tàu có tải trọng lên đến 350.000 tấn qua lại thuận tiện, kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Kinh phí dự kiến là 20 cho đến 30 tỷ đô la, tùy theo tuyến xây dựng và phải mất đến 10 năm để hoàn thành. Đây được xem là kênh đào Suez hay kênh đào Panama của châu Á. Siêu dự án này sẽ rút ngắn hơn 1.200 km hành trình và ước tính trung bình, một tàu cỡ lớn sẽ có thể tiết kiệm đến 350.000 đô la chi phí vận hành nếu di chuyển qua kênh đảo Kra. Hiện nay, các tàu thuyền lưu thông từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương và ngược lại chỉ có duy nhất một con đường độc đạo là phải đi qua eo biển Malacca. Eo biển này có chiều dài khoảng 1.000 km với bể ngang hẹp và có chỗ hẹp nhất chưa tới 2,5 km với độ sâu khoảng 25 mét. Với những tàu thuyền chở dầu và hàng hóa có trọng tải lớn thường phải di chuyển chạy vòng xuống phía nam của đảo Sumatra rồi đi qua eo biển Lombok rộng và sâu khoảng 250 mét. Lượng tàu thuyền di chuyển qua eo biển Malacca ngày càng gia tăng, khiến cho sự lưu thông ở đây bị đình trệ. Điều này khiến dự án kênh đào Kra ngày càng được kỳ vọng. Đó là chưa kể, eo biển Malacca là thánh địa của cướp biển. Theo một cuộc khảo sát, thì phần lớn người dân các tỉnh phía nam quanh khu vực dự định đào kênh đồng tình với dự án này. Có vẻ như việc chính phủ Thái Lan đang càng ngày càng mất kiểm soát trong việc giải quyết các xung đột kinh tế trong nước, khiến cho Thái Lan phải đưa kênh đào Kra quay trở lại thành dự án triển vọng nhất để nhằm khôi phục kinh tế. Tất nhiên, kênh đào Kra cần một khoản tiền cực lớn và nhà đầu tư cực mạnh. Đó có thể là Trung Quốc, bởi 80% lãnh đạo người có ảnh hưởng ở Thái Lan đều có một nửa là dòng máu Hoa Hạ trong người. Khi kênh đào Kra đi qua Thái Lan hoàn thành, tàu bè sẽ tiết kiệm được khoảng 1.200 km hành trình, giảm nguy cơ bị cướp biển đi nhiều lần. Khu vực này xuất khẩu bằng container từ Ấn Độ Dương và các khu vực châu Phi qua các nước phát triển phải đi thông qua rất nhiều các hải phận. Quan trọng nhất là phải đi xuống cảng Singapore để từ cảng này xuất đi. 200 năm nay, Singapore đã hưởng lợi từ vị trí chiến lược qua eo biển Malacca, nằm trên một trong các tuyến trung chuyển hàng hóa nhộn nhịp nhất của thế giới, giúp cho đảo quốc này luôn có nguồn thu từ tàu bè qua lại. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Trung Quốc lại quan tâm nhiều tới kênh đảo Kra? Như chúng ta đã biết, hiện nay tại vùng biên giới tranh chấp giữa hai nước trên dãy Himalaya, không những trên biên giới mà còn cả trên biển, Trung Quốc đang cố gắng bao vây Ấn Độ bằng một loạt liên minh và các căn cứ hải quân được biết đến với cái tên gọi là chuỗi ngọc trai. Điểm yếu lớn nhất của Trung Quốc trong chiến lược thống trị Ấn Độ Dương và cả Ấn Độ chính là eo biển Malacca, nơi rất nhiều tuyến giao thông hàng hải phải đi qua eo biển này, vừa là con đường huyết mạch cho thương mại biển của Trung Quốc, vừa chính là con đường của hải quân nước này tiến đến khu vực Nam Á và những vùng xa hơn về phía Tây. Trong bối cảnh Trung Quốc và Ấn Độ có thái độ thù địch lẫn nhau, cũng như những tham vọng chiến lược của Trung Quốc tại châu Phi, Trung Đông, Địa Trung Hải và nhiều vùng khác. Và điều quan trọng là Trung Quốc phải tránh được sự lệ thuộc vào một nút cổ chai nằm giữa các cường quốc thù địch tiềm tàng. Và để cởi bỏ nút thắt này thì Trung Quốc phải tận dụng được Thái Lan. Trung Quốc muốn xây dựng một con kênh dài qua đất Kra ở miền nam của Thái Lan, điểm hẹp nhất trên bán đảo Mã Lai, từ đó mở ra một tuyến đường biển thứ hai từ Trung Quốc đến Ấn Độ Dương. Con kênh này cho phép Hải quân Trung Quốc có thể nhanh chóng triển khai tàu chiến giữa các căn cứ mới được xây dựng ở Biển Đông và Ấn Độ Dương mà không cần phải chuyển hướng hơn 1.126 km về phía Nam, đi ngang qua cực Nam và bán đảo Mã Lai. Chính vì vậy, kênh đào ở Thái Lan trở thành một tài sản chiến lược quan trọng đối với Trung Quốc và là một sợi dây thòng tiềm tàng bao quanh cái hồ nhỏ phía nam của Thái Lan. Nhưng nếu Thái Lan cho phép Trung Quốc đầu tư tới 30 tỷ đô la để đào kênh, có thể nước này sẽ bị ràng buộc mãi mãi, và đây có thể coi là cái thòng lòng vô hình mà Trung Quốc đang nhắm tới. Mặc dù việc xây dựng kênh đào Kra được cân nhắc vào năm 1677, nhưng phải đến thế kỷ 19, bản đề xuất này mới được sự quan tâm nghiêm túc. Tuy nhiên, sự quan tâm này không chỉ đến từ Thái Lan, mà còn từ các cường quốc thuộc địa đối địch là Anh và Pháp. Giữa thế kỷ 19, người Anh đã nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng tuyến đường sắt qua kênh đảo Kra
để tạo thuận lợi cho thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Họ kết luận rằng, dù việc thi công một tuyến đường sắt hay kênh đào khả thi về mặt kỹ thuật, nhưng chi phí bỏ ra sẽ vô cùng cao. Người Pháp thì lại có những suy nghĩ khác. Năm 1883, một sĩ quan hải quân Pháp và lãnh đạo công ty Đông Ấn Pháp đã ủng hộ một kênh đào Gra với mục đích thúc đẩy lợi ích thương mại của Pháp ở Đông Dương. Và ông ta dự tính rằng nếu kênh đào được hoàn thành, một Sài Gòn do Pháp kiểm soát sẽ vượt qua một Singapore do Anh điều hành để trở thành khu cảng quan trọng nhất Đông Nam Á, nhằm bảo vệ lợi ích thương mại của mình trên bán đảo Mã Lai. Nước Anh đã phản đối kênh đào và buộc các quốc vương và chính phủ Thái Lan liên tiếp bác bỏ đề nghị của Pháp hai lần vào năm 1897 và năm 1946. Anh đã buộc Siem phải ký thỏa thuận mà trong đó đồng ý không cho phép xây dựng một kênh đào liên đại dương. Như vậy chúng ta hiểu rằng, tuy là đất của Thái Lan nhưng không phải Thái muốn xây là được, nó còn phụ thuộc vào các nước lớn. Chủ đề về con đào vốn đã gây tranh cãi từ lâu. Dường như kênh đào này đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ rộng rãi trong giới tinh hoa chính trị Thái Lan. Ngay cả một tờ báo có truyền thống phản biện như Bangkok Post cũng đã có bài xã luận ủng hộ dự án kênh đào. Các hoạt động gây ảnh hưởng tại Thái Lan của Trung Quốc có lẽ phần nào do chi phối dư luận nước này và bất chấp mối quan hệ đồng minh trên danh nghĩa với Hoa Kỳ, Thái Lan đã nghiêng hẳn về phía Trung Quốc kể từ khi Hoa Kỳ từ chối công nhận sự tiếp quản chính phủ của quân đội Thái vào năm 2014. Nếu kênh đào Gra được Trung Quốc xây dựng thành công, thì việc tấn công các nước Đông Nam Á từ tứ phía sẽ dễ như trở bàn tay, điển hình như Việt Nam của chúng ta. Hiện nay, Trung Quốc đang có căn cứ quân sự tại Campuchia, được xây dựng tại cảng Sihanoukville và Campuchia đang ngả dần về phía Trung Quốc. Nếu kênh đào Gra được xây dựng thành công, các quốc gia kém phát triển xung quanh chắc chắn sẽ ở cuối bởi giá trị kinh tế do nó mang lại và một thỏa thuận quân sự với lý do để Trung Quốc lập căn cứ quân sự để xây kênh đào thiết mạch là hoàn toàn hợp lý. Và điều tất nhiên, nếu chiến sự xảy ra, Trung Quốc từ đó có thể tấn công từ biển cho quân đội đổ bộ vào Việt Nam một cách dễ dàng. Ấn Độ sẽ phản ứng bằng cách chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc đối đầu trên biển, có thể trong tương lai. Trung Quốc, Ấn Độ đang lên kế hoạch nâng cấp đáng kể với các căn cứ không quân và hải quân của mình ở các quần đảo Andaman, Nicolas, cụ thể là để chống lại Trung Quốc. Quần đảo chiến lược này nằm cạnh các tuyến đường biển dẫn từ eo biển Malacca vào Ấn Độ Dương. Theo các giới chuyên gia quốc tế phân tích, hiện nay kênh đảo Gra đang được đề xuất ở Thái Lan. Hiệp hội kênh đảo Thái Lan có liên hệ chặt chẽ với phía quân đội đầy quyền lực chính trị, lập luận rằng Thái Lan có thể chuyển hướng một phần sự thịnh vượng đó sang cho họ xây dựng các khu công nghiệp và trung tâm hậu cần ở hai đầu con kênh, mà trong tương lai có thể trở thành một những tuyến đường trung chuyển huyết mạch của châu Á. Lập luận đó có lý của nó. Đề xuất kênh đảo hiện tại của Thái Lan được gọi là tuyến đường 9A, sẽ bao gồm hai kênh song song. Tuy nhiên dự án này được chấp nhận, đất nước Thái Lan có nguy cơ bị chia cắt làm hai. Thái Lan từ lâu phải đối mặt với làn sóng bất ổn về ba tỉnh cực Nam, nơi có đa số người Hồi giáo Mã Lai. Con kênh có thể trở thành biên giới biểu tượng giữa đất liền Thái Lan và phía Bắc và phong trào ly khai ở phía Nam. Nó có thể không cản trở chiến dịch chống phiến quân của quân đội Thái Lan, nhưng nó sẽ tạo ra sự chia rẽ kéo dài hàng thế kỷ. Một khi con kênh được đào sẽ không thể lấp lại như cũ nữa, và nếu Thái Lan bị chia làm đôi, con kênh có thể là điểm khởi đầu của sự rạn nứt. Người Thái có thể nhớ lại rằng Colombia từng có một eo đất phía Tây gọi là Panama. Khi những người ly khai Panama nổi dậy vào năm 1903, Hải quân Mỹ đã vào cuộc để bảo đảm nền độc lập của đất nước mới. Ủy ban kênh đào Esmin của Mỹ đã chuyển đến một năm sau đó và kênh đào Panama cuối cùng đã mở cửa hoạt động vào năm 1914. Panama trở thành một quốc gia được Mỹ bảo hộ kể từ đó. Kênh đào Suez mở cửa vào năm 1869 là tâm điểm can thiệp quân sự của Anh và Pháp vào cuối năm 1956. Nó vẫn còn là một sân bóng địa chính trị cho đến năm 1975 và thậm chí ngày nay, Ai Cập vẫn phải đối mặt với cuộc nổi dậy của phiến quân Hồi giáo của bán đảo Sinai ở phía bên kia kênh. Ngày nay sự toàn vẹn lãnh thổ của Thái Lan tương đối an toàn, nhưng khi một dự án kênh đào thành công của Thái Lan thì cũng sẽ định hình lại địa lý chính trị ở Đông Nam Á. Nó sẽ đưa Trung Quốc trở thành một đối tác an ninh lâu dài
không thể dễ dàng bị loại bỏ. Cùng với kế hoạch đầu tư vào các cảng Sihanoukville ở Campuchia và Kyodo ở Myanmar, Trung Quốc sẽ coi kênh đảo Thái Lan như một tuyến đường thủy chiến lược kết nối chuỗi ngọc trai của họ. Nó sẽ đưa Trung Quốc trở thành một đối tác an ninh lâu dài, không dễ gì gạt bỏ lại. Trường hợp nếu một chính phủ lên cầm quyền ở Bangkok có thái độ thù địch với Bắc Kinh thì sẽ đe dọa cắt đứt chuỗi ngọc trai. Có thể dự đoán được rằng Trung Quốc sẽ hậu thuẫn cho phong trào độc lập ở miền Nam Thái Lan và giành quyền kiểm soát kênh đảo với lời biện minh là để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc. Tương tự như vậy, dự án PRI nổi bật nhất của Trung Quốc tại Thái Lan, mạng lưới đường sắt cao tốc Thái Lan đã nhiều lần bị trì hoãn do những bất đồng về vấn đề tài chính, công nghệ và vận hành trong nước. Dự án này đã bị chỉ trích nặng nề bởi chi phí quá cao, thiếu minh bạch và khiến cho Thái Lan trở nên quá lệ thuộc vào Trung Quốc. Người dân Thái Lan có lẽ không tin và cũng không dám để Trung Quốc đầu tư một dự án mang tính sống còn của một quốc gia như vậy. Các nhà phân tích chiến lược Thái Lan lo rằng kênh đảo Kra có thể trở thành đối tượng của sự cạnh tranh Trung và Mỹ, và cũng giống như các dự án này từng bị kéo theo vào các cuộc cạnh tranh Pháp-Anh vào thế kỷ 19. Vậy tới đây, chúng ta đặt ra câu hỏi, nếu kênh đảo này được thực hiện thì Việt Nam bị ảnh hưởng như thế nào? Thứ nhất là về mặt lợi ích. 200 năm nay, Singapore đã hưởng lợi từ vị trí chiến lược của eo biển Malacca, nằm trên một trong các tuyến trung chuyển hàng hải nhộn nhịp nhất của thế giới, giúp cho quốc đảo này luôn có nguồn thu từ tàu bè qua lại. Nhưng nếu khi kênh đảo Kra hoàn thành, thì Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tiếp quản vị trí thơm tho này. Vì nếu kênh đảo Kra xuất hiện, thì hàng hải sẽ phải đi tắt qua Thái Lan, chứ không đi xuống Singapore, rồi đi lên, và chắc chắn điều đó cắt đứt nguồn sống của Singapore. Quý vị nghĩ xem, cái gì làm nên cú hích để nền kinh tế Singapore nhảy lên vượt bậc? Cái gì làm nên cú hích cho các khu vực cảng Manila, Thượng Hải phát triển lên vượt bậc? Vâng, đó là cảng trung chuyển, cảng thương mại hàng hóa đường biển. Năm 2018, vốn là thời điểm mà Việt Nam chuẩn bị thông qua dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Nếu Việt Nam chúng ta hồi đấy mà thông qua được, thì chắc chắn giờ Việt Nam đã và đang xây dựng Vân Phong thành cảng trung chuyển quốc tế. Vịnh Vân Phong cảng trung chuyển rất lớn, có thể gọi là chợ đầu mối trên biển, và nó trở thành một cảng biển rất quan trọng, là từ Việt Nam, hàng hóa sẽ xuất đi trực tiếp ra biển lớn, ra đường thông thương quốc tế mà không phải đi qua một nước thứ ba nào cả. Từ đó chi phí về thuế quan rất rẻ, đồng nghĩa với việc lượng hàng hóa nhập vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam xuất đi sẽ giảm nhiều thứ thuế hơn. Các giao dịch thương mại tại Việt Nam ở khu cảng biển cũng sẽ thúc đẩy nguồn ngoại tệ lưu chuyển vào Việt Nam. Điều đó càng kích thích hoạt động thương mại trong nước được phát huy. Đồng thời cũng từ đây, các nhà đầu tư cũng sẽ kéo vào Việt Nam để đầu tư, đặt văn phòng đại diện và thậm chí là chuyển hệ thống kinh doanh để bù trừ cho các chi phí thuế ở các khu vực đắt đỏ trước đây. Không biết quý vị còn nhớ khi Việt Nam muốn lập 3 khu vực kinh tế đặc biệt là Vân Phong, Phú Quốc và Vân Đồn để hưởng lợi kinh tế và an ninh từ kênh Kra, thì Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chia sẻ dòng trạng thái trên trang Facebook, đưa ra mấy dẫn chứng vu vơ, hàm ý nói thất bại của vài đặc khu ở các nước, trong khi đa số các đặc khu khác thì lại phát triển rầm rộ để nhằm chọc gậy đánh xe, kích động dân Việt Nam với tâm lý bài Trung Quốc cực đoan. Và những kẻ phản động lưu vong đã kích động dân chúng chống lại đặc khu để mong phá sản kênh giao thương quốc tế này. Sự việc góp phần không nhỏ khiến cho một bộ phận người dân Việt Nam biểu tình bạo loạn vào tháng 6 2018, mà dự luật này cho đến nay vẫn bị xếp xó. Còn cái cảng mơ ước cũng đành xếp góc và cũng nói rõ Việt Nam xây dựng là 3 đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, về bản chất lẫn khái niệm hoàn toàn khác với đặc khu kinh tế. Và cái cụm từ đặc khu này do báo chí giật tít, chứ ngay trong luật cũng chẳng có chữ nào ghi là đặc khu cả. Cuối cùng ngẫm lại, ai là người không muốn Việt Nam thu lợi từ kênh đảo Kra và cực kỳ không muốn thấy sự phát triển 3 khu vực kinh tế đặc biệt và cảng trung chuyển quốc tế Vịnh Phong Vân? Có lẽ đó là Singapore, 2 là Trung Quốc, 3 là Hồng Kông, 4 là Philippines. Nói thêm rằng, vì sao Trung Quốc không muốn Việt Nam xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vịnh Phong Vân? Đó là bởi vì cảng Thượng Hải với vị trí cách đất liền 30 km, với giao thương đường bộ cực kỳ đắt đỏ, không tiếp cận bằng đường sắt, container được.
Đó cũng là lý do vì sao Trung Quốc thực chất chẳng mang tới ba khu kinh tế đặc biệt của Việt Nam, bởi cái nào cũng gây hại kinh tế trong tương lai cho các khu vực Hồng Kông, Macau, Thượng Hải của Trung Quốc. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là Trung Quốc sẽ không thúc đẩy triển khai kênh CRA, bởi nếu kênh này xuất hiện mà Việt Nam không xây được cảng trung chuyển quốc tế Vịnh Phong Vân, thì chắc chắn rằng cảng Thượng Hải của Trung Quốc lại kiếm được rất nhiều tiền. Đó là chưa kể âm mưu chiếm độc Biển Đông của Trung Quốc. Nước này muốn thông qua đó thu thuế phí hàng hải, tiếc rằng Trường Sa đa số đảo hiện nay đang do Việt Nam quản lý, mà con đường biển đi đến kênh CRA lại nằm trong khu vực Việt Nam quản lý chặt chẽ. Đó cũng là lý do vì sao trong những năm gần đây, Trung Quốc lại liên tục gia tăng hoạt động ở các khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mục đích chỉ có một, đó là hình thành trạng thái vô pháp, lâu dần thành hợp pháp để tiến hành kiểm soát các hoạt động giao thương tại khu vực này, từ đó hợp pháp hóa việc kiểm soát thu thuế quan qua lại trong vùng biển. Nếu kênh đảo CRA được xây dựng thành công và được đưa vào sử dụng bởi hai kẻ đang bắt tay nhau chống đối Việt Nam, theo các chuyên gia phân tích, một khi cảng CRA đi vào hoạt động, nó sẽ kiến tạo nên một hành lang giao thương hàng hải vô cùng sầm uất. Qua đó nó sẽ giúp nâng cao giá trị của Biển Đông, đem đến lợi ích lớn cho các quốc gia có liên quan tại khu vực tiềm năng này. Hơn nữa, quý vị cũng nên biết, sự ra đời của kênh đảo CRA cùng với các tuyến đường bộ, đường sắt và tuyến đường ống dẫn dầu dưới lòng đất xuyên qua khu vực Imut sẽ làm giảm sự phụ thuộc của Việt Nam vào eo biển Malacca. Giống như Trung Quốc, nó sẽ mở ra cho Việt Nam nhiều sự lựa chọn hơn trong quá trình giao thương hàng hải, để không bị kiềm chế hay là bị kìm kẹp bởi bất kỳ quốc gia nào cả. Còn nếu nhìn vào tờ bản đồ quốc tế, quý vị sẽ thấy vị trí xây dựng của kênh đảo CRA được cho là nằm gần với vùng biển Kiên Giang, đảo Phú Quốc của Việt Nam. Nó giúp cho tuyến đường hàng hải lưu quốc tế tại đây có cơ hội đánh thức khi mà các tàu bè đi qua kênh đảo CRA sẽ hướng thẳng tới đảo Ngọc Tiềm Năng. Qua đó, hòn đảo lớn nhất khu vực cực Nam Biển Đông và nằm giáp với vịnh Thái Lan rất có thể sẽ trở thành một trạm dừng chân quốc tế trong tương lai không xa. Đó cũng là lúc mà đảo Phú Quốc của Việt Nam vươn tầm trở thành một vùng kinh tế đặc biệt có tiềm năng phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Ngành vận tải biển tại đây sẽ chuyển mình dữ dội và kéo theo đó là sự thay đổi tích cực của các ngành dịch vụ vận tải và kho bãi khác. Vậy nên, nhiều chuyên gia mạnh dạn dự đoán rằng một khi kênh đảo CRA được khởi công xây dựng, hoàn thiện thì đảo Phú Quốc Việt Nam sẽ có khả năng trở thành một Singapore thứ hai tại khu vực châu Á. Nó sẽ giúp cho Việt Nam thu về nguồn ngoại tệ khổng lồ để phát triển kinh tế nhà nước, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chính vì lẽ đó mà có thể nói rằng Việt Nam hoàn toàn đứng về phía Thái trong công việc xây dựng kênh đảo CRA nếu như hai nước đang thực sự hợp tác với nhau. Còn về mặt tác hại đối với Việt Nam, một số chuyên gia quốc tế nhận định, dù Trung Quốc lẫn Campuchia vẫn luôn khẳng định dự án ở tỉnh Con Con phục vụ mục đích dân sự, nhưng rõ ràng các cơ sở hạ tầng này khi cần thiết đều có thể phục vụ cả mục đích quân sự. Nhìn lại quá trình Bắc Kinh quân sự hóa ở các thực thể quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép, Bắc Kinh ban đầu cũng biện minh bằng lá bài dân sự. Bên cạnh đó, giới quan sát cũng từng lo ngại về việc Trung Quốc tăng cường đầu tư và ra sức tăng cường hiện diện ở tỉnh Sihanoukville, nơi có căn cứ hải quân RIM. Bởi thực tế, nếu kết nối các cơ sở và các căn cứ tại tỉnh này và Konba thì sẽ có khả năng hỗ trợ rất lớn cho tham vọng của Bắc Kinh trong việc xây dựng chuỗi tiền đồn ở vịnh Thái Lan phía Nam Biển Đông. Nếu kết hợp chuỗi tiền đồn với kênh đảo CRA, Trung Quốc có thể xây dựng nên cụm cơ sở vừa án ngữ vừa kết nối nhanh chóng vào Ấn Độ Dương. Tuy vậy, thực tế diễn biến qua cam kết của Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và việc Mỹ trừng phạt UDG thì rõ ràng Washington sẽ không ngồi yên để cho Bắc Kinh tiến hành tham vọng kết nối vùng Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Khi Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông xong thì ở đó sẽ trở thành căn cứ quân sự của họ, được ngụy trang bằng vỏ dân sự, kết nối về đường biển, đường không, tạo nên một mạng lưới mới. Vì thế, các thế trận phòng thủ của Việt Nam ở đây sẽ cần được củng cố lại. Trung Quốc chỉ cần diễn tập quân sự cấm biển ở đây thì trước hết ngư dân Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cần thẳng thắn thừa nhận rằng, kể cả khi điều đó có là sự thật,
thì việc triển khai xây dựng kênh đảo Kra cũng cần phải có thêm khá nhiều thời gian, bởi vì rất nhiều chuyên gia trong ngành đã thấy được có vô số vấn đề đối với dự án này. Chẳng hạn như bên cạnh rào cản về địa chính trị là vấn đề ngoại giao, thì chi phí đầu tư còn kinh khủng, có thể lên tới 30 tỷ đô la. Nhưng người ta vẫn chưa đo lường được thời gian phục hồi công trình, lưu lượng giao thông tàu bè và chi phí giao thông trên kênh sẽ thu được chính xác là bao nhiêu. Điều này ít nhiều tạo ra sự do dự cho các nhà đầu tư. Ngoài ra thì việc triển khai xây dựng dự án này cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro kỹ thuật và phi kỹ thuật. Vì theo các chuyên gia phân tích, vì mực đất biển ở hai bên bờ Kra không bằng nhau về độ cao, cho nên khiến chi phí khai thác tăng lên. Hơn nữa, quá trình khai thác eo đất Kra sẽ gây ra sự chia cắt lớn ở vùng đất miền Nam Thái Lan. Kéo theo đó là các dự án xây dựng cầu cống đường hầm cũng cần phải được phát triển với chi phí rất cao. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, người ta vẫn chưa thống nhất được địa điểm khai thác eo đất Kra nằm ở đâu. Do đó thiết nghĩ các quốc gia sẽ hưởng lợi tại kênh đảo Kra nên cùng nhau chung tay giải quyết hết các vấn đề khó khăn kể trên, rồi cùng nhau ngồi đàm phán để thương thảo với những quốc gia phản đối dự án và nhằm tìm ra lối đi chung. Còn quý vị nghĩ sao về kênh đảo Kra này? Có nên được xây dựng hay không? Xin để lại ở phần bình luận. Nhớ đăng ký kênh và ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!